đúng là phải gần trước khi rào mở, đảm bảo rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn luôn á. Bây giờ là đã quýu gấp lắm luôn á. Mình mở rào đi cưng ơi. Mở rào. Mời anh trai giới thiệu về mình. Chào, con chào chủ Quyền Linh ạ. Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27. Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường đi quanh quanh Bình Dương đó. À, Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình. Em chào anh ở bên kia bờ rào. Đúng hả cưng, bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền, hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, wow. Hai người hợp vậy ta. Con gái mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. Gái kiến trúc sư, con trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ, em biết đờn, em biết đàn sơ sơ. Ừ. Có dạ. Điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hay quên hả? Bây giờ chị nói nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ, em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này. Hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á. Quên đem tiền là... theo. Dạ. Rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không? Dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được, rồi ai mượn tiền em có quên không? À, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn à. Vậy hả? Dạ. Ừ, chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này. Đi ăn nợ. Đi, đi chợ nợ, đi đổ xăng nợ. Đổ xăng nợ. Dạ. Rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á. Là nợ bạn này 200 ngàn, nợ chủ quán 35 ngàn, nợ anh Go Việt 15 ngàn gì đó. Xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả? Mà có trả hết không? Dạ trả. Trả hết thôi, thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không? Bạn Thành mà nghe ạ. Mình ưu điểm, nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hoa đồng này, vui đồng, năng động, năng động em thì đối, năng động cũng ghê, biết quan tâm người khác. Còn một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn, nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì cũng được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được, ok. Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ý thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được. Không nghiền đâu nhá, chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi, nhưng cũng phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà chỉ yêu mình bạn bè, mà mình chỉ yêu nhau dẫu dẫu vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết. Dạ quê rồi, không yêu luôn. Quê luôn cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi học thì lâu mà học đi con, nhưng đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu. Nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa nhận về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lại đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ có ai được. Rồi giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc để cho cái bản lực ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Mở đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ, ta lo rồi. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó, còn biết đàn gái không, mấy mối tình rồi. Quá hỏi. Để qua coi coi sao. Chờ chút nghe em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời, có hay không có mình trả lời luôn. Chào cái... em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức. Hai mối tình chính thức là dài không? Dạ, hai mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á, thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em hút nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được, thôi bỏ đi, quên đi. Vậy quên đi. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Đây có bắt ta đi khám sản phụ khoa gì không? Chắc không rồi anh. Bác ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, không? Cái đó em đề cập tới. Có bác ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được. Vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình đó. Vậy được chưa? Dạ, tốt người quá. Bên đây ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt dạ, quá. Tốt quá. Thay mặt em đó, tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào, nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui anh này vui lắm á. Dạ. Năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Có cái câu này anh này, là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là nhưng giả sử yêu bạn bên kia thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là
Được ghê á. Câu đó cũng gì cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được đó mà. Có thể lào cai được đó. Anh có thể lào cai. Nay em trai đi với ai? Thành. Dạ, em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi, mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt trong cái quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thành ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Dạ, nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bình trái thì chưa kịp chứng vì nó khi nào nó ở bên mình ạ. Rồi, em thấy đàn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình là chắc là hạ thấy đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng đó. Em gái đâu? Đó, nhìn mình biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Thì là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ. Dạ chào chú Quỳnh Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm mà em nói nhỏ nhỏ cho nghe, ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nha. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cứ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm, bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, em cảm ơn bạn. Bây giờ mở đầu cho hai bên gặp mặt nha. Dạ chưa, từ từ nữa. Sao? Dạ, em xin đền trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không đòn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, nên nói rồi em đòn đi. Đúng rồi, nhu cầu hợp lý. Đần trước khi rào mở, đảm bảo rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn quýu luôn á, bây giờ là đang quýu rớp rớp luôn á. Mình mở rào đi cưng ơi. Mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát tặng bài hát đầu tiên liền, hoang hòa luôn. Nãy tao mới đàn rồi. Thôi dạ. Tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đây. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi, cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ, bài hát được mang tên là Chị Bằng Cái Gật Đầu của ca sĩ Giang Nguyễn hát ạ. Rồi nhìn cô gái đó Thành, nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn, những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái, cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã rét, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh. Để sẻ chia và dù cho ai có lỗi,
sẽ là anh giữ chân em lại, vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi, anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì này. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bằng được cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh nhá, thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ được mình. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi mình tặng cái gì nè cơ? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Được rồi. Dạ. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vừa là vơ lại tồi đấy. Rồi vị trí đi các bạn, được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì... Em gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á, đa tài đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Trời ơi, từ trong ra ngoài. Hai người mới gặp thả thính gì gì mà bay mà kêu bằng đó. Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trưởng nam thôi, còn có chị đâu á, chị đâu đi lấy chồng rồi, còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng như hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết, nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á. Dạ. Là bản lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được. Dạ. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chị em, nào kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh. Ông bà cũng mong có cháu lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Thì nói rõ với anh đi. Em thấy sao thì trả lời anh nhờ anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng cũng mong em lắm rồi, tại vì em gái em nó đi trước mặt bên chị mất rồi. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ chưa thì... chưa. Em còn muốn hát dạ, tặng thì... anh một bài nữa. À hát đi. À, đấy ta đa tài mà à, ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi cưng nè. Ừ. Dạ, bài đó là bài Giận Mà Thương. Ồ, bài hay á. Hay quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ, dạ, em bước tới, bước tới hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi. Đứng kế bên nữ thành sát. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì dân cần kẻ. Bởi thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyên ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội, vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành, muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á, thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em để mình tiến xa hơn. Rồi về cái ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích thì cứ bấm. Thích là bấm liền đó, thấy chưa? Bấm liền luôn rồi xong. Không cần phải đếm nữa. Đừng lên Thành, đợi đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó, chính thức hẹn hò rồi đó. Tay ông lạnh ngắt luôn mày. Lạnh ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả. Đây là mối tình đầu của cậu ấy. Còn hôn đầu đời đó. Đúng không? Bình tĩnh, để miên từ từ. Chưa? Rồi anh. Đầu tiên mà, nó phải... Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu, chuẩn bị. 1, 2, 3 hôn, hết sâu vào. Rồi hả? Đâu anh? Nó đỏ mặt hết rồi. À, đây là những món quà dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm vi uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng hường. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước không khí Daikyosan thiết kế độc đáo, ceramic siêu bền. Chào chú Minh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên Tào Văn Ảnh, em sinh 1989, quê em ở Bình Định và hiện đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Dạ, quận 9. Ảnh làm gì? Dạ, em là tài xế. Tài xế hả? Dạ. Tài xế bằng gì? FC. FC, lấy con ơ hả? Ồ, quá dữ luôn. Tài xế lấy con ơ là lương cao hả nè? Tùy tháng. Tùy tháng hả? Dạ.
quê em ở đâu vậy hả? Dạ, Bình Định. Bình Định. Tên Văn Ảnh. Ảnh là hình hình bóng á. Rồi, mời lên đây. Em chào mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả chương trình. Em xin chào MC của chương trình. Em tên là Trịnh Thị Hường. Em sinh năm 1989. Bạn ở đây. Dạ, quê của em là Hà Nam và hiện em đang sinh sống ở Thủ Đức ạ. Em làm gì? Em hiện đang là nhân viên của một công ty nước ngoài ạ. Công ty nước ngoài. Sống ở Thủ Đức là sống với ai? Hiện tại em đang sống với em bé của em ạ. Bây giờ nói về đường gọi là ưu điểm khuyết điểm đi ạ. Ưu điểm của em thì là người rất là hòa đồng. Người hòa đồng và hòa đồng và là người là rất là chăm chỉ trong công việc. Đặc biệt là em luôn luôn là người mà trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào đấy mà khi mà xảy ra mâu thuẫn thì em luôn luôn là người là sẽ là người giảm hòa trước ạ. Được ạ. Đó hay đó. Hay đó. Còn khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì em đôi lúc thì em trong cuộc sống thì gặp rất là nhiều cái vấn đề thì thực ra là em hay khóc một mình. Hay khóc. Dạ. Và đôi chút thì em có một chút nóng tính một chút. Trời ơi, hay khóc mà nóng tính hả ta? Dạ. Này nó hơi ngược ngược ạ. Dạ. Rồi ảnh, khuyết điểm em là gì? Nếu em là vui vẻ và hòa đồng nhưng mà muốn thích làm cho người ta hay cười. Thích làm là cười. Dạ. Cũng là hay thích người cười. Thì được, bên kia hay khóc thì cũng làm cười được á. Rồi gì nữa ạ? Nói chung là vui vẻ là chơi, vui vẻ là nhiều. Vui vẻ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là nói chung là dùng nhét trước trăm đồng thôi. Nhét thì ngồi đúng quá. Ngồi thấy căng quá. Còn gì nữa không? Nói chung là nhát tới trong đồng được không? Nhát trong đồng. Ảnh đang sống ở đâu? Với ai? Dạ, nói chung con sống một mình. Một mình hả? Rồi là bao lâu bây giờ mình định là? Dù hôm đó thì lẻ rồi, không bây giờ. À, mấy ngày bây giờ còn đây là mình ở đâu? Cùng mấy? Dạ, nói chung xe thì nó chạy lên thường xuyên là nói chung là cũng ít có về một bãi một chỗ. Xe thì đi công thì nó đi tùm lum mà. Dạ. Tại xe ngủ xe con xuống chưa hả? Dạ. Trời ơi. Là hàng hết tỉnh này tỉnh nọ hay sao? Dạ, nói chung hàng công ty điều đâu thì mình đi đó. Dạ, nói chung là nó là như vậy. Rồi. Bây giờ nhà gái cho tôi biết về đường tình duyên sao mà. Dạ. Đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ thì cái đường tình duyên của em thực sự là em thấy nó cũng có hơi lạ lập một chút. Em thì đã từng ly hôn ạ. Dạ. Sau ly hôn thì em cũng có quen một người nhưng mà vì là điều kiện đi, vì hoàn cảnh nên là em không có tiến tới hôn nhân và bọn em giữ lại mức quan hệ là bạn bè. Lúc này em đang sống với con gái của em hả? Dạ. Con gái bao nhiêu tuổi rồi? Bé gái của em năm nay 8 tuổi ạ. Như vậy là em đi hôn bao lâu rồi? Em đi hôn năm 2020 ạ. Rồi nhà gái của chúng tôi là một người đồng tuổi, có con gái 8 tuổi, còn bạn sao mà? Dạ, con cũng đổ, cũng đổ à? Đổ một lần. Đổ rồi bỏ luôn hả? Cũng ly hôn năm 20. Năm 20, mới đây rồi. Rồi con đứa con được 6 tuổi trai. Trai 6 tuổi, giờ ở với ai? Dạ, ở với mẹ. Với mẹ, ở đâu? Dạ, ở Bình Định. Bình Định luôn hả? Rồi mình có chu cấp đầy đủ cho con trai không? Dạ, nói chung có, có chứ. Có thể, con người con nhiều hơn, có chu cấp nữa. Ừ, giờ tốt rồi ha. Mình chia tay 3 năm hả? Dạ. 3 năm rồi. Thôi, bây giờ nói chung hai bên đều có độ ổn hết. Đi hôn cùng năm với nhau luôn á, năm 2020. Bây giờ là nói về tương lai ha. Đó, nhà gái cho chúng tôi biết rằng là em có mong muốn về một người đàn ông sắp tới như thế nào nè? Mong muốn về người đàn ông sắp tới của em là một người biết chăm sóc gia đình, chăm sóc và bảo vệ gia đình, có khả năng kiếm tiền. Khả năng kiếm tiền, dạ. Kiếm khoảng bao nhiêu tiền thì đủ? Tức là lo cho cuộc sống gia đình ổn định là được. Có khả năng kiếm tiền, dạ. Đủ tiền lo cho cuộc sống gia đình, dạ. Đúng không? Bên kia là tài xế container là kiếm tiền nhiều lắm đó. Dạ. Và dành được thời gian cho gia đình. Dành thời gian cho gia đình, dạ. Cái này khó rồi. Tại vì container là lá đường xa và đi rất là nhiều ngày. Mà nếu mà phải đi nhiều thì mới có tiền nhiều, tại vì ăn trên từng chuyến xe. Đó. Anh thấy sao? Yêu cầu phải lo cho gia đình. Cái chuyện đó thì đối với con là chủ là gia đình chính. Đình chính. Nhưng mà con lên đây á, rất quan lên đây cũng muốn tìm một người bạn lâu dài. Có thể chắc sống chung với mình xã khúc hết rồi. Nhưng con cũng cái nhà tài xế của con thì cũng có thể hàng tuần cũng có thể con có nghỉ. Có nghỉ, thứ bảy nhật quán có nghỉ. Trường hợp đột xuất ví dụ như hàng hóa rồi thứ bảy nhật rồi thì
thì gấp quá thì mình phải đi thôi, chứ còn á cũng không phải là mình đi suốt đó, nhưng mà thì ví dụ trong chuyện tình cảm thì con chỉ mong là mình tìm được một người phụ nữ là họ hiểu mình, họ thông cảm cho mình, cái công việc của mình nó là như vậy. Nhiều lúc con nói thiệt, biết là cái nhà là ở đó đó, nhưng mà mình muốn về nhưng mà cũng không về được, tại mình đã xác định mình nhận cái chuyến hàng của người ta, mình phải chạy cho nó trọn vẹn, đặc thù công việc của nó là như vậy, khó ha. Dạ, chào nhà trai. Rồi bây giờ muốn có một người vợ tương lai thế nào? Thì cái con thì con cũng không mong muốn gì mà tại sao vợ con chỉ cần một phụ nữ đó họ hiểu con, họ thông cảm cho công việc của con. Rồi con chỉ cần gì đó thôi. Chúng ta nói rõ luôn ở trên sân khấu luôn, đó là đặc thù của chàng trai ấy là như vậy. Nên là em chúng ta sẽ bàn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Thôi bây giờ mình hỏi liền luôn đi. Em đi nhà. Em đi với bạn em ạ. À rồi, là em ngồi dưới. Rồi, chào đại diện nhà gái. Chào chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị ở trường quay. Rồi, thấy chàng trai sao? Dạ, anh thì hiền lành, cũng chững chạc. Dạ, còn hai anh chị có hợp nhau hay không thì em nghĩ là phải mình phải hẹn hò thử và tìm hiểu sâu thì mới biết được. Rồi, hợp lý. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi ha. Dạ, em xin phép em đi một mình tại đây. Yên tâm con mà em ơi. Bây giờ chúng nói sao cũng nói thêm rồi. Đúng rồi, chúng tôi sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Nói ra. Bạn nhà cái gì? Đấy, hôm nay đến với chương trình thì em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Rồi, để quà gì hả? Có là gì vậy em gái? Là một cái thắt lưng ạ. Thắt lưng hả? Biết vừa được không á? Mùi chưa không? Rồi, ai đã gặp đầu tiên gặp nhau đó, bạn nói về cảm nhận đi. Người ta như thế nào? Em thì là em quan trọng nhất là người đàn ông của em là phải thật thà, hiền lành, chăm chỉ. Cái đấy là điều quan trọng nhất với em. Thì nhưng anh thì em thấy anh cũng hiền lành. Còn vấn đề là chăm chỉ thì em cần thời gian để kiểm chứng. Thì anh cũng vậy, thì anh cũng lên đây á. Thứ nhất là lên đây thì anh đã xác định rồi. Nói chung cái nghề của anh nó là như vậy. Thì ở đây anh cũng quan trọng hết, anh chỉ cần là người phụ nữ đó họ hiểu mình, họ thông cảm cho công việc của mình. Là anh chỉ cần như đó thôi. Em muốn hỏi anh một điều không ạ? Em muốn hỏi. Đặc thù tính chất công việc của anh là lái xe đường dài nên là không có thời gian cho gia đình. Có nghĩa là nhưng khi mà hoàn thành những công việc đường dài đấy thì anh sẽ dành hết thời gian cho gia đình. Anh có dành thời gian cho bạn bè không? Đó. Không, cái đó là anh sẽ dành thời gian cho gia đình nhỏ của anh. Cái đó là thật chắc là nó như vậy. Anh chỉ cần khi anh đi về đường thôi, khi anh về bước chân về tới chỗ thì anh đặt xe đó rồi nghỉ, anh sẽ về gia đình. Chứ anh không bao giờ đi đâu này cái nọ. Vì sao vì không? Vì thứ nhất anh nghĩ giờ gia đình của mình họ trông mong mình. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Thì anh phải đi về với gia đình. Anh có uống rượu không? Không. Anh uống rượu. Nói chung cái về có vấn đề và nhỏ nhẹ thì anh không uống được. Nhưng mà anh có, nói chung là anh có thuốc. Nhưng cái nghề của anh thì nó thù nó thì giải thì hút ít chứ không có hút nhiều. Anh có thích con nít? Có chứ. Em có thấy thông tin là anh cũng có một bé 6 tuổi nhưng mà hiện tại là bé đang ở với mẹ đúng không ạ? Đúng rồi. Cái hàng tháng là anh vẫn chu cấp cho bé đúng không ạ? Nói chung là anh xin nói đến chính cái này thì hàng tháng anh chu cấp thì có, anh vẫn có chu cấp cho con anh. Dạ. Nhưng mà nó thật sự anh có thể cho con anh nhiều hơn số tiền anh chu cấp nữa. Dạ. Đối với anh còn cung cấp cho con anh còn tháng 2 triệu 3 triệu gì đó, đối với anh nó quá bình thường. Nhưng mà cái tình cha con nó không có. Có thể anh cho con anh nhiều hơn số tiền đó nữa. Vấn đề em đồng ý ạ. Một tháng anh gặp con được mấy lần ạ? Nói chung là anh làm công việc ở trong này thì con anh thì nó ở quê. Là nó ở quê Bình Định đó. Nói chung là anh làm trong này thì có thể ở 5-3 tháng thì anh về một lần. Có thể một năm anh về 2 lần, 3 lần thì hoặc là quê có việc gì thì anh về. Nó là vậy thôi. Tức là anh về gặp con là anh sẽ cho con đi chơi này, mua đồ cho con này, đúng không ạ? Tất nhiên là vậy. Rồi mình nói sâu chút xíu, thì giờ hai người bạn cũng dù hai người đến với nhau thì có muốn sinh con hay không, quan điểm như thế nào? Cái chuyện đó thì nếu như bản thân anh muốn nhưng mà người phụ nữ họ không muốn, anh không ép, tại anh tôn trọng người phụ nữ đó. Anh muốn người phụ nữ tôn trọng anh thì trước tiên anh phải tôn trọng người phụ nữ trước. Đó, khi chắc chắn anh sống là như vậy. Vậy em muốn hỏi anh thêm một câu này.
ví dụ người phụ nữ mà muốn sinh thêm một em bé, vậy thì anh có đủ khả năng để chăm sóc một cái gia đình có tất cả là ba em bé, hai người lớn được chứ? Anh có khả năng đó. Khả năng anh là bao nhiêu phần trăm? Nói chung là tầm 70-80%. Còn vấn đề là tính chất công việc của anh ấy thì em cũng có thể thông cảm được, vì là mình lái xe container thì mình sẽ dành nhiều thời gian cho công việc, và khi mà mình dành nhiều thời gian cho công việc thì cái mức kinh tế của mình là nó sẽ tăng lên. Khi mà mức kinh tế của mình đã tăng lên thì nó sẽ ổn định cuộc sống gia đình, thì cái đấy là em có nghĩ là có thể là em có thể chấp nhận được. Rồi mình bàn nữa đi về kinh tế, sau này ai giữ tiền, ai quyết định? Cái đó em nghĩ đơn giản, em nghĩ bản thân em, ai em không biết, bản thân em nghĩ thì có người phụ nữ họ giữ tiền thì họ mới giữ được rồi, được không? Chỉ có em như bản thân em thì em chỉ có nghĩ để cho người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Cái vấn đề tiền nong thì em nghĩ là cái vấn đề giữ tiền thì cả hai vợ chồng đều biết, thì em nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Còn cái vấn đề là em muốn hỏi anh là cái kinh tế của anh ấy sau này mà ổn định hơn, phát triển hơn thì anh sẽ muốn dành cho con, vì anh có con riêng rồi thì anh sẽ dành cho con riêng của anh. Trích ra cái số thu nhập anh là khoảng bao nhiêu phần trăm một tháng? Ví dụ như là, khi mà con nó lớn lên thì ví dụ như anh trích khoảng tháng 2 triệu, tháng 2 triệu đó thì mình sẽ gom lại để sau này nó lớn lên nó có vợ thì mình sẽ gửi cho nó. Nó là vậy, còn cái chuyện con ai cũng là con. Với anh không phân biệt. Anh đã chấp nhận anh thương người phụ nữ đó thì chấp nhận anh phải thương cả con người phụ nữ đó. Còn cái một khi anh muốn đứa con người phụ nữ đó thương anh thì trước tiên anh phải thương đứa con người phụ nữ đó trước đã. Phải sống là như vậy. Quan điểm của em thì em cũng rất là thương con nít, vì vậy mà nếu như anh mà không có trách nhiệm với con của anh thì thực sự là em sẽ không chọn anh. Chắc chắn một điều là em sẽ không chọn anh nếu như anh là người đàn ông không có trách nhiệm với con của mình. Bình thường thì là em đi làm ấy, thì là đi làm là giờ hành chính, nên là cái việc chăm sóc con thì là em có thể chăm sóc được con, nên là em cần một người đàn ông thật là mạnh mẽ, có thể kiếm được tiền để chăm lo cho gia đình. Ngoài cái thời gian kiếm tiền ấy ra thì nếu như anh không có dành thời gian cho bạn bè thì em muốn anh tập trung vào gia đình nhiều hơn. Thì nói chung là anh đã chọn người ta rồi, anh đã xác định người đó là người bạn đời của mình rồi. Nói thiệt bạn thì không nói chung là không có quan trọng lắm. Hiện nay không được thì mai được. Hôm nay không đi thì mai đi. Còn người bạn đời của mình nó quan trọng lắm. Nó thật sự là như vậy. Còn anh cứ anh đi làm thì tới giờ nghỉ thì anh chỉ có chạy về gia đình thôi. Chứ còn cũng không phải là mình la cà được như nào. Còn nhậu nhẹt thì anh không có nhậu được. Còn bây giờ bước tới nắm tay bạn gái, mình hỏi xem khoảng bao lâu thì mình có thể phù hợp để kết hôn. Bước tới nắm tay bạn gái đi. Anh xin phép em lên theo. Được không? Không điều khiển cả cái xe tôi được nữa. Thì nói chung anh nói thiệt, đến đây là cũng là cái duyên rồi. Còn cái nợ thì được hay không thì do anh với em tìm hiểu. Còn lên đây thì chút lát thì mình không có thể nào mình nói trước được cái điều gì cả. Thì nói thiệt, anh thì nói chung anh không cần gì mà anh không quan trọng hết. Một khi anh đã thương ngay, anh đã yêu anh, giờ chỉ yêu đến chết mà thôi. Từ khi người phụ nữ đó họ bỏ anh, nói thiệt, anh là như vậy. Còn ở đây công việc của anh thì nói là như vậy, anh chỉ cần phụ nữ là họ thông cảm cho cái công việc của anh. Nhiều lúc anh cái công việc anh không dám hứa trước được, nói thiệt anh không dám hứa trước được. Bây giờ cái nghề tài xế mà anh chỉ cần người phụ nữ họ hiểu, mà họ đừng có nói lại kia thiệt. Nhiều lúc cái công việc của anh là mình phải đầu óc tư tưởng mình nó phải thoải mái, chỉ có thoải mái thì anh mới an toàn để trên mọi giáo đường được. Chứ còn suy nghĩ một vấn đề đó thì thật sự là mình không có dám đi. Nó là như vậy thì anh mong anh cái chương trình này thì anh mong em cho anh cơ hội đó, anh không dám hứa trước đem đến cho em sự nhiều xác phú quý, nhưng anh sẵn sàng, anh dám hứa tất cả của anh đều là của em. Rồi em có tặng bạn gái gì không? Có chưa hát rồi. Đứng cho hát bạn gái luôn. Bạn gái nha. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thanh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày được rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và đợi cho mai sau. Cho dù mưa sông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vã cung trời, rồi lúc dối hơn em lặng yên không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nó đùa, tôi thơ tuyệt vời người ơi. Đúng rồi, đẹp hơn, đúng rồi.
lá thơ lá đọc thì rất là hay. Đúng rồi, bây giờ xin phép nhờ nhái đọc, tại vì tôi biết rằng là đây là những điều mà bạn muốn nói là nhà trai. Thì là anh có tặng em một bài hát thì em thì để đáp lại cái tình cảm của anh thì em cũng đôi lời em muốn nói với mọi người. Em thì thực sự là em đã trải qua một lần đò, vì vậy mà những cái dòng chữ em viết ở đây thực sự là nó sẽ là từ đáy lòng của em. Vẫn biết rằng tình yêu cũng là do duyên trời sắp đặt, nhưng em vẫn muốn tìm kiếm một bến đỗ an toàn, nơi mà chúng ta được yêu thương che chở đùm bọc, nơi mà chúng ta biết gọt rũa cái tôi của mình để trở thành một cái gia đình. Nếu anh đã là một người đàn ông biết chăm sóc, yêu thương, che chở và bảo vệ cho gia đình bé nhỏ thì hãy để em không hứa sẽ là một người vợ tuyệt vời, nhưng em hứa sẽ chung thủy và dành cả tấm chân tình của mình để chăm sóc và vun trồng cho cái gia đình của mình. Về ghế ngồi đi nào. Hai bạn để tay vào nút bấm. Con gái có mẹ lấy tặng con hả? Có, con thấy chú này được không? Con thấy chú này cũng được. Cũng được hả? Con sợ mẹ lấy chồng không? Dạ không. Không đúng không? Rồi, vậy là con thấy chú này được ha. Chú này sẽ về chơi với con, quà con, che chở cho con được không? Đi. Rồi, cảm ơn con. Đó, bảo là ý kiến của mọi người. Bây giờ thì mình để ta nút bóng đi, anh. Đây, hả? Chúng ta đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình các bạn nha. 1, 2, 3. Đó, đúng rồi đó. Anh thấy vui không? Bây giờ là một nụ hôn đầu tiên. Chứng minh mình gây gốc bóng của mình thế nào anh? Cháu xin phép con. Chứng với em cho cho con mẹ con cái. Cháu xin phép con cái. Được rồi. Quá là. Chúc nha. Đây là quà để tặng các bạn. Nước rửa chén ABT, rửa tay lau sàn giặt xả. Đây là nhỏ mọi nhà. Đây là gói tập 1 tháng tập luyện công nghệ EMS trị giá 7.500.000 đồng đến từ nhà tài trợ 25 Kit. Xin được gửi tặng hai bạn. Rồi, cái này là quà của bạn gái.